chồng mình anh đang nướng thịt nè mọi người ạ. Wow, chị bọn chồng mình hôm nay anh bảo là ngày của vợ cho nên anh mua được cái thịt bò này mọi người ạ. Đây là thịt bò nhưng không phải là thịt lợn đâu. Mà cái loại nó mỏng á. Đang nướng. Để cái này được sẵn không? Anh đi xong không? Hôm nay lại rượu với bia này mọi người ạ. Bó tay. Cái thịt này ngon lắm này. Ngon nhưng mà hơi đắt. Nhà mình thỉnh thoảng mới ăn thôi. Ăn nhé. Cô. Cái thịt này đúng ra là phải vừa ăn vừa nướng mới ngon á. Nhưng mà mọi người biết không, nhà mình cái chỗ này này, mình nướng ở đây thì nó cứ mỡ nó có bay tung tóe là mình không có thích. Cho nên là chồng mình anh ấy nướng ở đây. Chồng mình anh mua cái này có 500g này mọi người, 520g mà 25.000 bằng 500.000 tiền Việt Nam á. Mà thịt bò này là thịt bò của Hàn Quốc đó, không phải là của nước ngoài đâu, cho nên nó hơi đắt. Chứ nếu mà của nước ngoài thì chắc là chỉ có mười mấy nghìn thôi. Mình đang bật cái hút khói này mọi người, cho nên là nó hơi ồn đó, nó cứ kêu ì thôi đó. Hôm nay thì chỉ có hai vợ chồng ăn thôi, tại vì bọn trẻ con vừa nãy nó ăn gà rán rồi, bây giờ nó đang ở trong phòng chơi game đó mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn kèm với lại kim chi này. Cái này là nước muối với lại dầu mè đó mọi người. Còn cái này là tương. Còn đây là rau cần muối nè mọi người. Chồng mình ăn kèm với lại tỏi. Thế sếp? Chồng mình anh nướng xong. Thôi kìa. Đây có chút không ăn chứ. Chồng mình anh đang đơm cơm đó. Nhiệt kề á. Mình bảo anh đơm một tí mà anh đơm đúng một tí thật. Hai vợ chồng ăn đơn giản này thôi mọi người ơi. Xin chào mọi người. Mời mọi người ăn cùng với hai vợ chồng mình nhá. Hôm nay là hai vợ chồng ăn tối đó, ăn sớm đó mọi người ơi. Có. Được không? Hai vợ chồng. Mình không thích ăn cơm. Thịt mọi người ơi. Cái thịt bò mình mua các loại của Hàn Quốc ấy, nó mềm nó ngon. Ngon hơn là các loại của Úc hay là của Mỹ nhập vào. Ta tiếp tục chi rồi. Mà hôm nay hai vợ chồng ăn cơm sớm, bây giờ mới có 5 giờ thôi. Chồng mình anh ấy vừa ở văn phòng về đó, anh kêu đói. Cơm chưa bạn? Ngon rồi mọi người. Cái thịt này á. Nó có vừa cả lạc vừa mỡ ấy, nên là nó mềm. Sao nên muốn này nào? Anh em. Cái này là sao? Tại sao? Hôm nay anh em
Mãi mới hả? Chúc quá chúc quá. Nhìn bực cổ. Rồi mình là đi. Chồng mình anh bảo hôm nay là ngày của vợ đó mọi người. Nhưng mà từ ngày mình đẻ ra hôm nay mình nghe thấy. Không biết có phải không? Anh bảo anh xem. Anh xem gì anh cả. Thôi anh bảo ở Việt Nam mình cũng có ngày này nhưng mình không biết ạ. Cả này này. Queen. Thế là bảo là hôm nay ngày của vợ cho nên anh ấy đi làm về đó. Anh ấy tiện đường anh ấy vào cửa hàng mua thịt. Cửa hàng thịt anh ấy mua. Mua cũng được. Cũng không bảo được. Chúng chín kia nè. Ngon, cua thôi. Bốc quý sợp, nó đè cho cua chút thịt. Mốc cổ bà chứ chân. Cái kia. Chúng ta là chút chúng ta mà sợ cua thịt cả bộ. Cái bốc bà bà sẽ kết hôn. Ở bên này người Hàn đó mọi người. Hầu như ăn ăn với em làm món gì người ta cũng cho tỏi vào. Không có cái món gì là không, từ cái món rau trộn cho đến là xào luộc, nói chung là cái gì cũng cho tỏi vào. Không biết năm nay có phải là ngày của vợ thật không nhưng mà không biết. Nghe nói thế là đã vui. Không biết. Không có tiền. Không biết. Không biết, không biết. Mới chứ. Mối đừng đào cũng. Mối nói. Không có học sợ. Không có học sợ. Biết cho anh chút quá. Xui ra nè. Ăn được nhiều tao còn. Chưa ăn hết mà chồng mình anh bảo anh nướng thêm đó mọi người. Hôm nay làm hớp bia. Ờ bia không có đá đắng quá. Mọi ngày mình uống thì mình hay cho nhiều đá vào cho nó nhạt ra đó. Mỡ nó bắn. Chồng mình thì thường thường anh không vào bếp đâu mọi người ơi. Toàn là mình nấu nhưng mà thỉnh thoảng cái món thịt nướng anh ấy nướng theo kiểu anh ấy thích á. Mình thì mình nướng mình hay nướng nướng quá đà cho nên anh bảo là nó khô xong rồi nó không có ngon á. Trời có đá mà từ nãy mình không biết. Tay ông chưa rửa. Thế sự. Trời ơi. Trời. Tại sao lần đầu chồng mình anh học được của mình cái câu bực cả mình đó mọi người. Vâng, để phát chung chút chung. Chồng mình anh bảo mình ăn nhiều cho béo. Nhưng mình á, ăn nhiều không béo đâu mọi người. Người lúc nào cũng chỉ có 4 mấy cân á, 43, 44 cân á. Bán miền. Cô thúc giả hàn miền. Thế bố rồi. Đúng không?
Hai vợ chồng ăn sạch bắn chẵn luôn mọi người. Nói là nướng 3 lần ấy, nhưng mà mỗi lần nướng có mấy cái à? Với chồng mình anh cũng ăn ít lắm. Nhà mình nói chung là không ai ăn nhiều đâu. Mình cũng ăn ít lắm. Ăn thế này là vừa no. Thì thôi mọi người, hôm nay mình quay đến đây thôi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của hai vợ chồng. Nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn thiệt. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.